Thưa quý vị, khi xem những hình ảnh vừa rồi thì chắc hẳn là quý vị sẽ có chung cảm nhận giống như Nguyên Thiệp, đó là những bức tranh mang đậm hồn Việt thông qua những hình ảnh rất thân thương, giản dị và mộc mạc. Tuy nhiên, nếu nói rằng những bức tranh đó được tạo ra bằng cách là ghép những mảnh vải lại với nhau thì có lẽ là không phải ai cũng hình dung ra được là người họa sĩ đã làm như thế nào, đúng không ạ? Ngày hôm nay chương trình Nét Việt Story đã tìm gặp tác giả của những bức tranh độc đáo ấy, họa sĩ Trần Thanh Thục. Trước tiên xin cảm ơn họa sĩ đã dành thời gian cho chương trình. Họa sĩ Trần Thanh Thục thân mến, Nguyễn Thiệp được biết là ý tưởng để làm những bức tranh vải này thì bắt nguồn từ cách đây hơn 30 năm rồi cơ, từ một người bạn thợ may của họa sĩ. Họa sĩ có thể chia sẻ câu chuyện này với quý vị khán giả được không ạ? Câu chuyện này nó đã hơn 30 năm rồi, nhưng mà với tôi thì nó luôn luôn là một kỷ niệm rất là mới mẻ và rất đáng trân trọng. Hồi đấy thì tôi đang học trường mỹ thuật, thì về chơi với lại một cô bạn làm thợ may ở Nam Định. Bạn đấy may quần áo cho khách và có rất nhiều những cái họa tiết rất là đẹp. Thế là ngồi chơi với bạn ấy thì mượn kéo của bạn ấy rồi ghép những cái mảnh vải vụn mà bạn ấy bỏ ra thành ngôi nhà, thành cái cây, rồi ghép lại thành một cái dãy phố nho nhỏ của thành phố Nam Định của tôi. Tôi cũng không nghĩ rằng là cái hiệu ứng của những cái họa tiết hoa văn bằng vải đấy nó lại có thể mang đến cho tôi một cái nguồn cảm hứng và một cái hơi bất ngờ về cái sức diễn tả của những cái mảnh vải đó. Từ cái sự tình cờ đó thì lối nhỏ đã dần dần thành đường như thế nào? Những cái bức tranh của tôi nó cứ lớn dần. Đầu tiên nó chỉ là những cái một ngôi nhà, một cái cây và một em bé gì đó. Nó chỉ ở cái khuôn khổ chỉ độ 30-40cm thôi. Rồi từ từ nó cứ lớn dần, rồi đến 50-70. Rồi đến sau 30 năm làm việc thì những bức tranh của tôi bây giờ nó đã có những cái khổ tranh rất là lớn và nó mang cái tính trường cảnh. Thí dụ như là tôi có thể làm về một cả một cái dãy phố với rất nhiều ngôi nhà, rất nhiều những cái cây, hoặc là cả một cái trường cảnh về cái thung lũng miền núi có rất nhiều ngôi nhà sàn, có rất nhiều dãy núi. Khi mà nhắc tới tranh ghép vải thì có lẽ cái từ ghép ở đây nó thường gợi cho người ta cái cảm giác là chắc là nó cũng đơn giản thôi. Nhưng mà kỳ thực khi mà xem những bức tranh của cô Thục thì sẽ thấy rằng là cái sự cầu kỳ và tinh tế trong từng lớp hình, từng lớp màu. Thì cô đã làm như thế nào để có thể biến những cái mảnh vải vụn như vậy có thể tạo thành các bức tranh như thế? Với những cái bức tranh mà bây giờ tôi bắt đầu đưa không gian vào thì cái kỹ thuật mà chồng xếp các lớp vải lên nhau và những tìm cho mình những cái hoa văn họa tiết, lớp vải nào thì ở dưới, lớp nào thì ở trên, cái mảnh nào thì có thể là đi cùng với mảnh nào, đó là cả một cái quá trình đúc kết rất nhiều sau 30 năm, sau rất nhiều đêm không ngủ và rất nhiều những tác phẩm đã phải bỏ đi. Thí dụ tôi muốn làm một cái buổi trưa nắng vàng thì việc đầu tiên của tôi là tôi phải lót ở phía dưới một cái lớp vải vàng, vàng thật tươi lên. Sau đó thì tôi bắt đầu đặt dần các vật thể mà tôi muốn diễn tả, muốn đưa vào bức tranh. Một ngôi nhà, một cái cây, một bờ giếng hay là một cái bóng người thấp thoáng. Sau đó thì tôi bắt đầu tìm các họa tiết để có thể nâng cái họa tiết mình muốn diễn tả đến gần hoặc là dìm nó ở xa. Đó là cả một cái quá trình công phu tìm tòi và rất nhiều công sức. Thưa họa sĩ, khi mà mình chỉ dùng riêng một chất liệu là vải thôi thì để thể hiện được các chi tiết ở trên đó mình có cái khó khăn gì không ạ? Với cái chất liệu vải mà khi diễn tả cả một bức tranh, cả một cái khung cảnh nào đấy thì với những họa sĩ mà vẽ thông thường đã là rất công phu rồi. Còn với cái chất liệu vải của tôi thì ví dụ như là tôi cần một cái bức tường nó loang lổ, nó cổ xưa thì lúc ấy là có thể là tôi phải chồng từng 2 đến 3 cái lớp họa tiết lên nhau để các lớp nó tương hỗ lẫn nhau. Cái lớp dưới nó có thể ánh lên trên và cái lớp ở trên đấy nó có thể là dùng những cái hoa văn mà còn phải chồm khít lên nhau để tăng những cái độ đậm nhạt cho họa tiết. Đấy là tất cả những cái đó đều là kinh nghiệm sau 30 năm. Sau 30 năm ấy thì họa sĩ Trần Thanh Thục đã tổ chức được những triển lãm như thế nào để giới thiệu dòng tranh vải này đến với đông đảo công chúng? Năm 2014, tôi triển lãm mùa thu cùng với họa sĩ Lê Tuấn Anh.
khi đó thì được một mình một nửa cái phòng tranh. Thì đấy là lần đầu tiên tôi mang ra công chúng gần 20 bức tranh cắt vải. Thì lúc ấy đã là một cái thành công rất là lớn rồi. Sau đó thì sau cái thành công của cái triển lãm mùa thu đấy thì đến năm 2015 tôi triển lãm cá nhân mang tên Nhịp Xuân ở nhà triển lãm 16 Ngô Quyền. Rồi đến 2017 thì tôi lại triển lãm Đồng Dao Mùa Hạ với lại họa sĩ Lê Tuấn Anh ở tại Bảo tàng Mỹ thuật. Khi đấy thì tất cả những cái không gian mà tôi có thể thỏa sức để đưa ra công chúng những cái tác phẩm của mình, nó mãi mãi là những cái kỷ niệm rất đẹp trong cái sự say mê và cái chất liệu vải đã yêu ái cho tôi. Phát hiện ra vải cũng có thể trở thành một chất liệu để sáng tác. Họa sĩ Trần Thanh Thục bắt đầu sưu tầm những mảnh vải vụn có họa tiết để làm tranh. Họa sĩ dùng một loại keo dán đặc biệt của nước ngoài để tranh không bao giờ bị mốc hay đổi màu vải và vẫn đảm bảo sự tơ mịn, bông xốp của loại chất liệu đặc biệt này. Đặc thù của tranh vải Thanh Thục là không vẽ phác thảo. Họa sĩ chỉ cắt, dán ghép các chi tiết tranh theo ý tưởng của mình, rồi cứ thế chọn những mảnh vải phù hợp, thêm bớt chi tiết, dần dần những hình ảnh trong tranh hiện ra. Vì thế, từ khi có ý tưởng cho đến khi hoàn thiện tác phẩm là cả một chặng đường gian nan với không biết bao nhiêu lần ướm thử. Nhờ cách làm độc đáo ấy, tranh cắt vải của họa sĩ Thanh Thục tạo được những tầng không gian rất sâu. Ở mỗi tầng không gian lại có những chi tiết bổ trợ hữu ích, làm cho khung cảnh thêm sống động từ thiên nhiên đến con người, khiến người xem cảm giác như những bức ảnh chụp chứ không phải là tranh. Các triển lãm chung và riêng của họa sĩ Trần Thanh Thục như Đồng Dao Mùa Hạ, Nhịp Xuân, Sắc Màu đã giúp công chúng được tiếp cận với những hình ảnh rất Việt Nam, ẩn trong từng đường nét, hình khối, màu sắc của một chất liệu mỹ thuật mới. Khi xem những bức tranh của họa sĩ Trần Thanh Thục thì có thể thấy là những bức tranh mang đậm tâm hồn Việt thông qua những hình ảnh, những chi tiết ở trên bức tranh đó. Tại sao họa sĩ lại chọn chủ đề như vậy? Tôi là người hoài cổ mà tôi lại là phụ nữ nữa. Cho nên là những cái kỷ niệm mà tuổi thơ ấu, rồi là những cái ngày được đi thực tế khi còn học ở trường mỹ thuật, rồi những cái vùng đất mà tôi đã đi qua, thì tôi mới cảm nhận được rằng ở giải đất chữ S của chúng ta thực sự là quá đẹp. Và những cái kỷ niệm ngày xưa đôi khi nó cứ ùa về, và nhiều lúc mình có cảm giác là mình phải sắp xếp rằng bây giờ mình làm cái đề tài nào trước, đề tài nào sau. Thí dụ như là những cái bức tranh mà tôi làm về cái nơi mà khi nhỏ tôi đi sơ tán, tôi nhớ rất rõ những cái ánh nắng mà nó ong vàng của một buổi trưa mà khi đó bọn tôi còn rất nhỏ ở bên một cái bờ giếng. Sau đó khi lớn lên thì được đi thực tập thì tôi lại muốn làm về các vùng quê mà chúng tôi đã vẽ ở những cái buổi trưa hè. Thế rồi là khi được lên miền núi thì lại yêu miền núi, và tôi cảm giác rằng cái phong cảnh của Việt Nam ở trên cái giải đất của chúng ta luôn luôn là một cái đề tài vô tận. Và ngoài phong cảnh ra thì họa sĩ cũng thể hiện rất là nhiều những bức tranh về văn hóa, về con người, và đều là những hình ảnh rất Việt Nam nữa. Với cái chất liệu vải của tôi thì với các đề tài nó là một cái sự thử thách rất lớn. Nhưng mà khi mà đã yêu rồi và cái sự thử thách nó đến thì lại mình lại muốn đi qua cái sự thử thách đấy. Cho nên là thí dụ như cái bức tranh tôi làm về Trường Sa, rồi những cái bức tranh mà tôi làm về những cái bữa cơm đầm ấm ở vùng quê Việt Nam, rồi là những cái bức tranh mà ca ngợi ca cuộc sống của các bé nhỏ nơi vùng quê. Đó là những cái đề tài mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ còn theo đuổi cho tới khi nào mà chắc là không cầm được kéo nữa. Bởi vì tất cả những cái đề tài đấy khi mà mình đã thực sự yêu, nó gần như là một cái sự thai nghén, rồi đến một lúc nào đấy nó đòi hỏi phải đi ra. Như là một người phụ nữ đến ngày tháng thì sẽ sinh ra những đứa con. Và tôi nghĩ rằng là tôi luôn luôn muốn được thai nghén để có thể cho ra những cái tác phẩm nó tròn trịa, nó đầy đặn và nó mang tính nghệ thuật với chất liệu vải của tôi. Để có chất liệu cho những bức tranh của mình thì họa sĩ đã phải đi nhiều nơi lắm đúng không ạ? Với tôi thì ngoài cái việc cầm kéo ra là đi,
với tất cả những cái chuyến đi. Thì đến các thành phố thì việc đầu tiên của tôi là tôi cứ hỏi những cái người bản xứ là chợ vải của mình họp ở đâu nhỉ? Vì ngoài cái việc mà tôi đi lấy tài liệu và vẽ trực họa ở các nơi mà tôi đã đi qua, thì cái việc rất quan trọng của tôi là đến các chợ vải ở các tỉnh thành ở trên cả nước để thu mua và tìm tòi những cái họa tiết, những cái hoa văn mà tôi tình cờ gặp được. Đó là những cái chất liệu mà rất là quý với lại cái tranh vải của tôi. Thí dụ như tôi đến Huế thì tôi mua được những cái mảnh vải rất là êm dịu và rất là nữ tính. Khi tôi vào đến Cần Thơ thì những cái miếng vải mà tôi tìm được nó lại mang một cái chút gì đó, nó hơi sông nước và nó hơi bình yên. Thế rồi là lên vùng cao thì tôi lại chọn được những cái miếng thổ cẩm rất là lạ và rất là đẹp. Và tất cả những cái nơi tôi đi qua và tất cả những cái vùng đất ấy luôn luôn mang đến rất nhiều sắc độ và rất nhiều đề tài mà tôi luôn yêu mến. Thế những hình ảnh về thiên nhiên, về phong cảnh, về con người ở nơi đó thì cho họa sĩ những cái kỷ niệm như thế nào? Những cái nơi mà tôi đi qua đấy thì những cái kỷ niệm để lại đấy thì nhiều khi mình mang về và khi mình nhớ lại mình cứ bồi hồi. Vì thí dụ như đến một cái vùng cao mà những cái phong cảnh nhiều khi nó đẹp tới cái mức mà mình có cảm giác như là nó ở trong mơ. Rừng núi rồi sương khói rồi những cái buổi chiều bảng lảng rồi những em bé ngồi vắt vẻo ở trên lưng trâu, gần như là nhiều khi mình chỉ thấy ở trong truyện hoặc là trong phim thôi. Thí dụ như là đi vào chỗ sông nước Cần Thơ, mình được tận mắt được nhìn thấy khi bình minh nó lên trên những cái vùng sông nước và những cái người sinh sống ở chợ nổi đấy họ bắt đầu một ngày mới, thì mình cảm thấy là chắc là mình còn đến nữa và mình còn muốn đi nữa. Và họa sĩ Trần Thanh Thục thì đã truyền tải những hình ảnh đó bằng những bức tranh của mình. Tất cả những cái đều, những cái mà mình yêu mến và những cái đấy nó đã ngấm vào trong mình. Thì có thể ngày mai tôi làm, có thể là tháng sau tôi làm và có thể là 3 tháng sau tôi mới làm. Nó tùy thuộc vào cái thai nghén ở cái cảm xúc ở trong mình và cái sự thu được những cái họa tiết mà mình cần để phục vụ cho cái đề tài mà mình làm nữa. Tại vì tranh của tôi nó không giống như là các họa sĩ là tôi muốn vẽ bông hoa là tôi có màu để vẽ bông hoa, tôi muốn vẽ bức tường là tôi có, mà ở đây tôi phải tìm tòi, tôi phải đi tìm được để có những cái họa tiết mà nó phù hợp với những cái đề tài của mình. Nó phải hòm rồi thì tôi mới bắt đầu những cái điều mà tôi yêu mến được. Cảm ơn họa sĩ Thanh Thục đã đến với chương trình Nét Việt Story ngày hôm nay và có những chia sẻ thú vị. Xin chúc cho họa sĩ sẽ ngày càng thành công và hạnh phúc với con đường đã lựa chọn. Cảm ơn phóng viên Nguyễn Thiệp. Cảm ơn tất cả các bạn đang xem truyền hình. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui và hãy đến với lại những môn nghệ thuật mà mình yêu mến. Vâng, thưa quý vị, đi khắp mọi miền đất nước để cảm nhận vẻ đẹp Việt Nam, sau đó truyền tải những hình ảnh ấy bằng con đường riêng của mình, bằng những chất liệu vải để tạo nên các bức tranh độc đáo. Đó chính là con đường mà họa sĩ Trần Thanh Thục đang đi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện của Nét Việt Story ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.